ổng chơi nhiều cu lắm nha các bạn. Đó hai năm rồi, bắt cỡ 50 con bỡ rồi nha các bạn. Đó, lòng đôi đồ đầy đủ, đồ nghề đầy đủ hết nha các bạn. Đó đó, cái này là liều quỷ trang nha các bạn. Đó 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 đó, y như đi cắm trại vậy đó nha các bạn. Dắt cu này cũng vui lắm á nha, mà tại giờ công chuyện không có không buôn bán tùm lum hết trơn rồi, không có đi theo ổng được đó. Thấy không, đồ nghề đồ là đầy đủ. Hello các bạn nha, bữa nay mình đi về nhà ông bố mình chơi nha các bạn. Thăm mấy vàng cu của ổng rồi, lâu quá trời rồi không có thăm vàng cu của ổng. Mời các bạn nha. Cu ổng nuôi nhiều lắm nha các bạn. Thôi để đó đi. Ổng chơi nhiều cu lắm nha các bạn. Đó đó, đèn cu mồi của ổng nha các bạn. Con này nuôi 2 năm rồi, bắt cỡ 50 con bỡ rồi nha các bạn. Đó, lòng đôi đồ đầy đủ, đồ nghề đầy đủ hết nha các bạn. Đó thấy không, nhỏ gọn đẹp kiểu nào cũng có. Đó, đồ nghề đồ đầy đủ nha các bạn. Đây cũng mồi việt nha các bạn. Đó cũng của ổng nha, cũng bắt cả 50 con bỡ rồi à. Rẻ dữ lắm mà, 3-4 năm giờ rẻ dữ lắm mà. Hàng này hàng tiếng của ổng không nghe các bạn. Nay ổng đi làm rồi, ổng đi làm đi rủ các bạn đi theo trải nghiệm để mình đi gắt cu thử một ngày nha. Đó nay ông bốn đi làm rồi, không đi làm rồi đủ các bạn đi theo trải nghiệm đi gắt cu. Đó đầy đủ nha. Cái này cái bộ ốp đi gắt nha các bạn. Đó trời, ông ba mình hay lắm nha. Cái này là đương nhà không nghe, chơi là không mua thứ gì hết, đồ làm nhà không, cu bắt nhà nuôi lên nha các bạn, chứ không phải là đi mua mồi nha. Đó đồ nghề của ổng đó, đây đó nghe các bạn. Đó thấy không, mỗi lần mà ổng ha, mà thứ bảy chủ nhật hay gì ha, cái bắt đầu là ổng quẩy vô, quẩy như vậy nha. Đó cái này là liều quỷ trang nha các bạn. Đó 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 đó, y như đi cắm trại vậy đó nghe các bạn. Dắt cu này cũng vui lắm á nha, mà tại giờ công chuyện không có không buôn bán tùm lum hết trơn rồi, không có đi theo ổng được đó. Thấy không, đồ nghề đồ là đầy đủ. Đấy 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 đó, đó. Bữa nào thứ bảy chủ nhật đi nha các bạn. Thứ bảy chủ nhật ông bố mình ông nghỉ, ông ở nhà mình ngủ ông đi, quay cho các bạn trải nghiệm thử nha. Đó đó, ship vô. Đó gọn băng đó, thấy không, già mà đầu tư thấy ghê không, vỏ sắt liều quỷ trang. Ổng có được 4 con mồi nha các bạn, 2 con này thêm con này. Con này ghê lắm nha các bạn, hẹn gặp các bạn ở clip sau nha.
Giờ này mình cũng đi về làm công chuyện đâu rồi. Bữa nào quẩn đi các bạn đi theo chân mình đi gác cu nha, trải nghiệm nha. Thôi, hẹn gặp các bạn ở clip sau nha.